Hello các bạn, đến hẹn lại lên ha. Hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn bộ siêu phẩm của mùa hè. Thôi thì bộ này thì nó hot thì khỏi nói rồi. Thì nó đeo kèm với codec của Chaos Space Marine á. Thì hộp này thì nói chung là lần này hãng có vẻ chơi lớn khi hãng kèm theo một con theo Brute. Thì con này trước mình chắc là nó là hàng exclusive nha. Và nó có option luôn. Wow, bất tuyệt ha. Thì nay mình cùng Vinh unbox xem hộp trong đây có gì ha. Bên ngoài hộp với tông màu đỏ đen, chúng ta vẫn có một tên sản phẩm Combat Metro và hình ảnh tất cả 19 model Chaos Space Marine. Mặt sau là tên các đơn vị trong hộp, bao gồm một Dark Apostle và hai Dark Disciple với khoảng 95 điểm, một con Hellbrush 105 điểm và một unit 5 Havix rơi vào khoảng 140 điểm và một unit Legendary 180 điểm, bao gồm một Champion và 9 Chaos Marine và tất cả các bay của model đi kèm. Tổng cộng hiện tại chúng ta sẽ có một đội hình Chaos Space Marine với tổng 520 điểm. Và để bắt đầu chơi một trận 500 điểm thì chúng ta cần tùy chỉnh một chút đội hình để có thể tham gia. Và đội hình 1000 điểm được xây dựng từ những unit trong Combat Metro này. Dựa theo trải nghiệm cá nhân của mình thì các bạn cần bổ sung thêm một unit Chaos Terminator Swarm rơi vào khoảng 165 điểm, hai unit War Titan rơi vào khoảng 140 điểm mỗi unit, và chúng ta có một đội hình với tổng 950 điểm. Các bạn có thể bù phần điểm còn lại bằng cách thêm vũ khí hoặc phép cho unit nhé. Thấy sao khi unbox xong mọi người thấy thế nào? Hiện giờ shop hiện đại giờ chỉ còn đúng hộp nữa. Nên là mọi người hãy nhanh chóng tới website empire.shop.vn để check hộp này ha. Hoặc là có thể đến shop để xem nó, hoặc có thể inbox shop để được tư vấn bao nhiệt tình từ A tới Á ha. Ok, bye bye mọi người.